Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật. Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Đồng hành với các cấp các ngành và nhân dân trong công tác giảm nghèo, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, trong giai đoạn 2016-2020 thì Hội Phụ nữ các cấp đã có những cái hoạt động cụ thể gì để hỗ trợ chị em hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống ạ? Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, rồi hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hình thức như là vận động chị em thực hiện tiết kiệm để giúp nhau về vốn trong phát triển kinh tế và làm tốt công tác ủy thác tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và công tác đào tạo nghề cho phụ nữ ở nông thôn cũng được các cấp hội rất là chú trọng. Bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã tổ chức triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và đã thành lập tổ hợp tác xã doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tổ chức các cái hoạt động đào tạo nghề cho phụ nữ ở nông thôn và các phong trào phụ nữ giúp nhau sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi được các cấp hội và hội nữ doanh nhân tích cực triển khai. Đến nay thì toàn tỉnh có 7.494 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi và thu nhập từ 200 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Với những cái giải pháp cụ thể mà bà vừa nêu thì cái kết quả sau đó giảm nghèo trong các cái cấp hội phụ nữ đã đạt được như thế nào thưa bà? Hàng năm thì 100% hộ nghèo mà có phụ nữ được các cấp hội giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau như là giúp đỡ về ngày công lao động, cây con giống, rồi cho vay tiền mặt không lấy lãi và tiếp cận vốn ngân hàng chính sách xã hội, làm nhà mái ấm tình thương, tiếp cận các cái chương trình dự án hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ phát triển kinh tế. Và kết quả giai đoạn 2016-2020 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã vận động các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài thực hiện 9 dự án với trị giá là trên 10 tỷ đồng và hỗ trợ thực hiện các cái mô hình sinh kế giảm nghèo cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời vận động các cái nguồn lực khác của các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm để làm mới và sửa chữa 164 nhà mái ấm tình thương với trị giá gần 4 tỷ đồng và đã góp phần để giúp cho 5.353 hộ nghèo có phụ nữ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo. Vậy trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ có những cái giải pháp gì, có những hoạt động cụ thể gì để hỗ trợ chị em phụ nữ là xóa đói giảm nghèo bền vững ạ? Thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ để phát huy nội lực, dám nghĩ, dám làm để vượt qua khó khăn, để vươn lên thoát nghèo và huy động sự tham gia của cộng đồng, đa dạng hóa các hình thức giúp đỡ để giúp hộ nghèo và hộ cận nghèo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững và tiếp tục duy trì phong trào phụ nữ giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức về giảm nghèo, phát huy tính chủ động tích cực của hội viên phụ nữ về thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng phát triển các cái mô hình câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, vân vân. Và vận động phụ nữ tham gia vào tổ hợp tác xã để phát triển dịch vụ và phát triển hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động chế biến để bao tiêu sản phẩm doanh nghiệp và khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.